Ok, thì hôm nay mình sẽ giới thiệu một cái mẫu mạch mới ha. Mới ha. Được chưa? Đây, tầng rờ đó đây. Vita chép bát quân tổng. Echo thì biết delay thì vợ biết bát mất chết thôi. Ok chưa? Biến phát xíu. Rồi, thì bên trong của bác mà. Đây tầng rè nó biến thoát xiến này. Đây thì biến thoát xiến chạy nguồn 32V thôi. Đây bên trong mang đây ngõ nhỏ đây là công suất. Ok ha, ngõ ra lo. Thì đối với cái mẫu mạch này á, thì công suất của nó là 200W 8A, 400W 4A. Cho phép mình tải loa 4 tắc đôi, 5 tắc đôi hoặc là 3 tắc đôi. Còn loa đơn thì 3, 4, 5 tắc đơn. Ok, thì ở đây mình đã lắp sẵn và test với cái thùng 4 tắc đôi ha. Đây. Ok, thì ở đây mình sẽ tiến hành Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
người xưa tiếng anh thôi.